chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình Thời sự hôm nay có những nội dung chính như sau. Khai mạc hội trại tổng quân, lễ giao quân năm 2023. Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Phần cuối chương trình là ghi nhanh rộn ràng ngày hội tổng quân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 2, Hội trại tổng quân năm 2023 đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc với chủ đề Tự hào tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Tôn Thiện Đồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cùng các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị xã phường cùng với sự hiện diện của 124 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 và hơn 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, đồng chí Phạm Thế Long, Phó Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc đã lên công bố quyết định thành lập ban tổ chức hội trại tổng quân thành phố Bảo Lộc năm 2023 do đồng chí Phùng Ngọc Thạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Các phó trưởng ban đến từ Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Thành đoàn Bảo Lộc, Phòng Văn hóa Thông tin cùng các thành viên với nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và tổ chức hội trại tổng quân thành phố Bảo Lộc năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Có sự phối hợp giữa các thành viên để hội trại được diễn ra thành công. Phát biểu khai mạc hội trại, đồng chí Phùng Ngọc Hạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức hội trại đã bày tỏ niềm tự hào về các thế hệ tuổi trẻ Bảo Lộc đã không quản ngại hy sinh gian khổ, nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ. Nhiều đồng chí đã trưởng thành và phục vụ lâu dài trong quân đội, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quê hương Bảo Lộc ngày càng phát triển, đồng thời nêu lên một số nội dung để hội trại được diễn ra thành công. Với sự tham gia của 124 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này và hơn 300 đoàn viên thanh niên của 11 phường xã, hội trại sẽ diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như hội thi kỹ năng dựng trại đẹp, nói chuyện truyền thống về lực lượng vũ trang, giao lưu văn nghệ, các trò chơi sinh hoạt tập thể. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực nhằm giáo dục cho thanh niên hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, tự giác kháng thái nhập ngũ, tạo điều kiện cho các bạn tân binh sắp lên đường nhập ngũ có điều kiện vui chơi, giao lưu với nhau trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc. Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo đã đến tham quan các tiểu trại và gặp gỡ, động viên các thanh niên nhập ngũ. Đồng thời, ban giám khảo tiến hành đi chấm trại lần hai. Các trại sinh cũng đã hòa mình vào không khí đoàn kết, gắn bó và đầy hào hứng của các trò chơi dân gian. Buổi tối cùng ngày cũng đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề Vinh danh người chiến sĩ. Hòa trong không khí náo nức ngày hội tổng quân lên đường nhập ngũ của thanh niên thành phố. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Súy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc đã ôn lại truyền thống vẻ vang, đầy tự hào cùng những phẩm chất cao đẹp của quân đội Việt Nam anh hùng, quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, trong những năm qua, lực lượng quân đội Việt Nam đã trở thành điểm tựa vững chắc và có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thêm vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước trong tình hình mới. Trưởng thành trong môi trường quân ngũ trở về địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn phường Bà Lao cũng đã có những chia sẻ, trải nghiệm những bài học quý giá được ứng dụng trong thực tiễn đến các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Phát huy được truyền thống của quê hương với khí thế nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn nghiêm túc chấp hành lệnh gọi của thanh niên nhập ngũ và tự tin bước vào một giai đoạn rèn luyện trưởng thành mới, hoàn thành nghĩa vụ quân sự của thanh niên đối với đất nước. Môi trường quân đội là trường học lớn để mỗi thanh niên có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức văn hóa, tập luyện kỹ thuật, chiến thuật về quân sự. Và trong môi trường này, các bạn sẽ có điều kiện học hỏi, tự rèn luyện, phát huy năng lực, đạo đức của cá nhân trong nếp sống tập thể, hiểu thêm về tinh thần đồng đội, có thêm những người bạn và cùng chí hướng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã hết sức
quan tâm theo dõi, giúp đỡ các bạn trong suốt quá trình hoặc làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Với những gia đình gặp khó khăn, sẽ thường xuyên cử cán bộ thăm các đồng chí trong suốt quá trình học tập và huấn luyện tại đơn vị. Bản thân tôi rất mong muốn các bạn thanh niên chúng ta phát huy truyền thống của nhân dân thành phố Bảo Lộc là thanh niên thành phố Bảo Lộc, một thành phố giàu truyền thống cách mạng. Với các phong trào đấu tranh của thanh niên, tôi tin tưởng rằng các bạn là những hạt nhân tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Đêm văn nghệ đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và ý nghĩa về tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh sáng ngời về những người lính bộ đội Cụ Hồ. Đêm giao lưu còn được ấm áp hơn với các trò chơi tập thể với chủ đề vinh danh người chiến sĩ, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc đã kiểm tra trực tiếp công tác dựng, trang trí khánh tiết tại các tiểu trại để chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội trại Tổng quân thành phố Bảo Lộc năm 2023. Hội trại Tổng quân thành phố Bảo Lộc năm 2023 có 12 tiểu trại, đến từ 11 đơn vị xã phường trong thành phố và đơn vị công an. Các tiểu trại của hội trại với nhiều khẩu hiệu thể hiện tinh thần nhập ngũ như phát huy truyền thống T29 anh hùng, thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc, vì biên cương tổ quốc, thanh niên sẵn sàng, thanh niên tình nguyện nhập ngũ, tiếp bước cha anh. Hội trại Tổng quân thành phố Bảo Lộc còn diễn ra nhiều hoạt động phục vụ cho thanh niên lên đường nhập ngũ như giao lưu văn nghệ, tổ chức chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, nói chuyện truyền thống giữa hội cựu chiến binh với thanh niên nhập ngũ, chia sẻ kinh nghiệm tại ngũ giữa cựu quân nhân với thanh niên nhập ngũ, chương trình trò chơi dân gian, đốt lửa trại, v.v. Kiểm tra công tác triển khai dựng các tiểu trại của các đơn vị tham gia, Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của tất cả các đơn vị tham gia. Trong đó, việc dựng trại, trang trí, khánh tiết của các tiểu trại đảm bảo các yêu cầu do ban tổ chức đề ra. Mỗi tiểu trại chọn một nhân vật lịch sử, một chủ đề để giới thiệu về tiểu trại của mình. Thanh niên tham gia nhập ngũ của các đơn vị đều được tập trung và tham gia các phần việc cùng tổ chức đoàn thanh niên, làm cho không khí hội trại trở thành không khí của một ngày hội lớn, sôi nổi, vui tươi, trách nhiệm và đầy tình đồng chí, đồng đội. Đồng hành cùng các thanh niên nhập ngũ, ngoài lực lượng đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân các đơn vị xã phường cũng có mặt thường trực để động viên và kịp thời giải quyết các việc đột xuất nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất, tâm lý thoải mái nhất cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ trước khi trở về địa phương. Được biết, trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của 11 đơn vị xã phường của thành phố Bảo Lộc cũng đã tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển nhằm động viên thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ, đồng thời trao nhiều phần quà có giá trị cho thanh niên trúng tuyển. Đợt này, tỉnh Lâm Đồng có 1.371 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.150 thực hiện nghĩa vụ quân sự và 221 thực hiện nghĩa vụ công an. Các thanh niên được giao về các đơn vị của Bộ Quốc phòng gồm Học viện Lục quân 160 thanh niên, Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98 thuộc Bộ Tổng tham mưu 40 thanh niên, Lữ đoàn Công binh 293, Bộ Tư lệnh Công binh 50 thanh niên. Giao về các đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gồm Sư đoàn Bộ binh 302 có 775 thanh niên, Lữ đoàn Pháo binh 75 có 50 thanh niên và Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là 75 thanh niên. Năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xét duyệt, phân loại để tuyển chọn 1.206 công dân, trong đó có 1.150 công dân chính thức và 56 công dân dự bị. Có 528 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đợt này có 346 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm trên 30%, 4 thanh niên trình độ trung cấp chiếm 0,34%, 37 thanh niên có trình độ cao đẳng chiếm 3,2% và 8 thanh niên có trình độ đại học chiếm 0,69%. Đặc biệt, lên đường nhập ngũ đợt này có 22 đồng chí là đảng viên, chiếm 1,9%. Ngày 8 tháng 2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung tham mưu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần bồi đắp thêm niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội, giúp cấp ủy chính quyền các cấp có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn dư luận xã hội.
tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Hội nghị đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2023, đó là tham mưu cấp ủy, chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh năm 2023, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, đổi mới nâng cao chất lượng công tác truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, quan tâm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảm bảo về số lượng, có kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hội Nông dân xã Lộc Châu vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.923 hội viên nông dân trong toàn xã. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã phường trong thành phố. Nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, song Hội Nông dân xã Lộc Châu đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hội Nông dân xã Lộc Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tổ chức 247 buổi tuyên truyền cho trên 10.600 lượt người tham gia, kết nạp 352 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên trên 1.900 hội viên. Tổng số tiền quỹ hội 367 triệu đồng, làm tốt công tác cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác hội, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với ngân hàng, chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 464 hội viên vay vốn, đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống, với tổng số vốn vay đến nay là 18,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống dưới 0,3%. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua bình xét trong nhiệm kỳ 5 năm, toàn xã có trên 6.900 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét hàng năm, có trên 80% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Lộc Châu đã vận động hội viên tự nguyện hiến trên 3.600 m² đất, tham gia đóng góp trên 12 tỷ đồng, hàng trăm người công lao động vào việc làm mới và sửa chữa nâng cấp đường giao thông trên địa bàn. Tham gia đóng góp tiền, vật chất, xây dựng sửa chữa 13 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, số tiền 1,2 tỷ đồng. Đến nay, 100% các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa. Năm 2022, xã Lộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại hạn chế, thống nhất biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội, nhiệm kỳ 2023-2028. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 75, quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, gồm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ, với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú, thì phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này. Các nội dung đăng ký được giảm 50% lệ phí khi đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến so với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp, bao gồm đăng ký thường trú, mức thu là 10.000 đồng một lần, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình là 15.000 đồng một lần. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách là 10.000 đồng một người một lần đăng ký. Tách hộ là 10.000 đồng một lần đăng ký. Ngoài ra, các trường hợp miễn lệ phí bao gồm trẻ em theo quy định tại luật trẻ em, người cao tuổi theo quy định tại luật người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại luật người khuyết tật, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 137 trên QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh là thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và thủ tục cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 7 ngày làm việc. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức lễ giao nhận quân và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Các đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố, đại diện các đơn vị nhận quân, 134 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cùng đông đảo thân nhân các tân binh, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã tham dự buổi lễ. Năm 2023, thành phố Bảo Lộc được giao chỉ tiêu tuyển 110 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tuyển 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác rà soát, quản lý nguồn, nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. 100% tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Và tại buổi giao nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt, sẵn sàng nhận lệnh về đơn vị được giao. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, sau khi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thông qua quyết định giao nhận quân, đồng chí Bí thư Thành ủy Tôn Thiện Đồng đã thắp lên ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa của sự tiếp nối thế hệ cha anh tham gia bảo vệ Tổ quốc, ngọn lửa cổ vũ và động viên các tân binh lên đường góp công góp sức xây dựng quân đội, công an chính quy từng bước hiện đại. Trong không khí rộn ràng của ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Văn đã đánh trống mở hội giao quân. Theo kế hoạch đã đề ra, năm nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố trao quyết định nhập ngũ cho 110 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại hai đơn vị. Trong đó, 105 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 88, Sư đoàn Bộ binh 302, đóng quân tại tỉnh Đồng Nai. 5 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, đợt này thành phố cũng có 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Phát biểu tại lễ trao lệnh gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương nói: Với vinh dự và tự hào được làm người lính trong lực lượng vũ trang, tôi mong rằng trong môi trường mới, các bạn trẻ hãy phát huy truyền thống của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của lực lượng vũ trang, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền, gia đình và người thân ở quê nhà. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến xã phường, thôn, tổ dân phố quan tâm tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với các gia đình, thân nhân của thanh niên nhập ngũ hôm nay có hoàn cảnh khó khăn hoặc khi ốm đau hoạn nạn, để các em yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Xác định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là của mỗi thanh niên sống trong thời đại mới. 134 thanh niên được nhận lệnh đều bày tỏ sự an tâm, tin tưởng và thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ được đảng, chính quyền địa phương và nhân dân giao phó. Hứa hẹn tại buổi lễ giao quân, đại diện cho các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, thanh niên Hoàng Tuấn Dũng, phường 2 cho biết. Trước lúc lên đường đến với đơn vị mới, chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể bà con nhân dân và gia đình luôn an tâm xác định tốt tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và những quy định của đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong huấn luyện, rèn luyện và phấn đấu thành nhiều thành tích cao trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Ngay sau nghi thức giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đã tặng hoa quà cho các thanh niên nhập ngũ và bàn giao thanh niên nhập ngũ về các đơn vị nhận quân theo kế hoạch đã đề ra.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.